BB rồi, hồi nãy BB đã có lời mời ST rồi đúng không ạ? Dạ. Con số 8 là con số của ST. Thôi đừng về. Đã đến rồi phải tham gia cuộc chơi. Gọi xe giùm em ạ, gọi xe. Lên. Ủa. Anh thua một cái người giỏi là anh phải hãnh diện. Không sao, thiệt. Thua cái người giỏi mình hãnh diện, không sao hết. Người ta giỏi, người ta đẹp trai, mình thua người ta là chuyện bình thường. Em thấy BB Trần là đang có chiêu, có chiến lược đàng hoàng, chứ không phải là không biết gì hết trơn mà lên đây chơi với ST. Dạ. Tại vì thua ST là em thấy chuyện đó là chuyện dĩ nhiên. Ủa chị Sữa trái cây lúc manto, vị ngon thật, wow, nâng cao miễn dịch. Tập đầu tiên, xin hãy chọn. Ủa là anh nữa. Thôi đấy là BB rồi, hồi nãy BB đã có lời mời ST rồi đúng không ạ? Dạ. Chính xác. Vô anh ơi. Wow. Đây là BB Trần và ST Sơn Thạch. Xin mời, hãy chọn. Ai lên trước lên sau? Anh lên trước anh. Rồi, anh lên trước luôn. Dạ. Rồi. Dạ. Hồi hộp quá. Ồ, em cũng hồi hộp nữa. Ủa? Ủa chị? Chị sao vậy? Dĩ nhiên thì khi chúng ta vào bán kết thì câu hỏi sẽ khó hơn là những vòng ngoài. Đó là cái em sợ đó. Rõ vậy. Theo kinh nghiệm của em là những vòng sau là bộ câu hỏi nó sẽ càng ngày khó khăn. Đúng vậy. Và kiến thức nó sâu rộng hơn. Đúng vậy. Nhiều chủ đề hơn. Đúng vậy. Nhưng mà ST thì cũng đã có kinh nghiệm rất là nhiều lần lên đây rồi. Nên những câu hỏi này cũng không phải là vấn đề với ST. Và bây giờ 2 phút dành cho ST Sơn Thạch. Bắt đầu. Đây là một câu đố chữ. Dao gì tẩy xóa tất cả? Dao bôi. Đúng, chính xác, bôi xóa. Hay quá vậy, hay vậy. Hiểu chưa? Đố chữ tẩy xóa là gì? Là bôi đi. Là dao bôi. Hôm nay mới được chứng kiến người thật việc thật. Sau đây chúng ta sẽ đố thành ngữ 4 chữ ha. Thành ngữ dao gì khiến chúng ta lo lắng? Tôi biết câu này. Dao trước cho ác. Lên. Ủa Ngọc Phước? Ủa mà đang có đội nào vậy? Em chỉ có la thôi. Mà tại sao ST biết vậy? Biết sao? Tự nhiên nhìn mặt Ngọc Phước tự nhiên nó có ác dễ sợ luôn. Anh à? Câu tiếp theo là đố chữ nữa. Lá. Chiếc lá đó. Lá gì luôn ngủ rất say? Lá mơ. Mơ, ngủ mơ. Lên. Trời ơi. Ôi thông minh quá. Sau đây sẽ là một câu đố chữ phiên âm tiếng Anh rất dễ. Con sâu. Sâu gì thích ở gần cửa? Tiếng Anh hả anh? Sâu draw. Lên. Sao mà vậy mà không biết được vậy? Con sâu gì thích ở gần cửa? Cửa là draw đúng không ạ? Không hiểu luôn. Gần cửa, sâu đo. Cái này ai coi phim biết nè. Tay gì có thể chứa nhiều đồ đạc? Tay nải à? Lên. Đây là một câu khó. Liên Hoa Đài là tên gọi khác của ngôi chùa nào ở Hà Nội? Thì là em đoán đại nha, chùa Một Cột. Lên. Trời ơi. Hay quá vậy. Vẻ đẹp của Thúy Kiều được nhà thơ Nguyễn Du miêu tả như sau. Mây thua nước tóc, tuyết nhường... ... Mây thua nước tóc. Ai biết đáp án? Biết luôn. Thật sự. Ủa Thúy Kiều là Liễu Hờn kém xanh mà. Cái câu đó là của Thúy Vân mà. Lên. Ôi trời ơi quá. Mình bị gạt. Đây là một trong những học sinh không cúp tiết văn. Đi học đều đặn. Thấy được điểm 10. Ủa sao giỏi thế? Giỏi thế. Có bao nhiêu câu lạc bộ bóng đá của Anh lọt vào vòng bán kết giải UEFA Champions là cúp C1 đó, mùa 2023 và 2024? Có bao nhiêu? Bao nhiêu câu lạc bộ bóng đá? Chắc là không có à. Chính xác. Ở trong cái câu này á, cái câu này nếu mà người biết về bóng đá thì sẽ trả lời được liền. Còn người không biết về bóng đá với ST thì ST bắt đầu suy luận. Tại sao lại hỏi có con số ở đây? Ít khi nào mà hỏi con số bao nhiêu câu lạc bộ lắm. Bởi vì đó không phải là thống kê mà. Thì cái câu trả lời nó phải nằm ở một cái chỗ khác. Thì ST chọn là không có. Hay quá. Wow. Trời ơi. Quá là giỏi. Xin đi. Xin cảm ơn khách giờ. Hay quá. Trời ơi, 8 điểm luôn. Quá giỏi. ST Sơn Thạch mang về 8 đáp án liên tiếp chính xác, chúc mừng. Chúng ta gặp gỡ lại Phan Trần Quốc Bảo. Trần Phan Quốc Bảo. Con số 8 là con số của ST. Thôi đừng về. Đã đến rồi phải tham gia cuộc chơi. Gọi xe giùm em ạ, gọi cho em. Lên. Ủa trời ơi, anh ơi 8 câu lận hả? Rồi. Anh thua một cái người giỏi là anh phải hãnh diện. Không sao, thiệt. Thua cái người giỏi mình hãnh diện, không sao hết. Người ta giỏi, người ta đẹp trai, mình thua người ta là chuyện bình thường. Em thấy BB Trần là đang có chiêu, có chiến lược đàng hoàng, chứ không phải là không biết gì hết trơn mà lên đây chơi với ST. Dạ. Tại vì thua ST là em thấy chuyện đó là chuyện dĩ nhiên. Ủa chị? Chị ăn ủi hả? Chị đang ăn ủi em đó. Đó. Nhưng mà có vẻ là cái đội của em á, là cái người thấy mạnh nhất là vẫn là Kiệt, là mạnh nhất nè. Đó. Trên Kiệt với ST chơi thì không được. Dạ, đúng. Tại vì đây là người cái gì á, phí nhân tài mà, cho nên mình phải cử một người dở nhất để đấu với ST, đúng không? Dạ đúng. Đấy, đúng không? Hay quá chị ơi. Chị gọi giùm em chiếc xe, gọi giùm. Chị đang xe em tới. Chị đang khen là cái chiến lược của tụi em rất là thông minh đấy. À dạ. Yeah. Đấy rồi. Sao em thấy hào hứng với lời khen này quá ta? Không sao đâu, không có áp lực rồi. Dạ. Bây giờ sẵn sàng chưa nào? Dạ sẵn sàng rồi. Ok. Kính thưa quý vị, BB Trần đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Dạ. Giao gì tẩy xóa tất cả đố chữ? Giao hàng, giao tẩy, giao xóa, giao bôi. Chứ sao? Ôi, trời hay quá. Trời ơi anh ơi, cái từ đó tự nhiên xóa là em nghĩ tới tẩy chứ em không nghĩ tới bôi luôn á. Bôi chứ, bôi xóa chứ. Dạ, nhưng mà không có nghĩ tới cái từ đó. Đúng là xóa xong rồi mình nghĩ tới tẩy thì. Dạ đúng, em cũng nghĩ tới tẩy. Em nói ủa giao gì mà giao tẩy ta, kỳ vậy ta. Bây giờ sẽ là đố thành ngữ. Dạ. Giao gì khiến ta lo lắng? Giao gì khiến ta lo lắng? Em đưa ra cái nét hồi nãy đi. Đúng, diễn lại. Bình thường anh hay nói em. Bình thường là anh không hiểu em. Nét này cho biết cũng được. Đó, đó là gợi ý á. Hồi nãy Ngọc Phước làm như vậy mà ST đúng đó. Sao hay vậy ta? Làm lại. Bình thường anh hay nói em. Giao chứng cho ác. Chứ sao? Rồi, tiếp theo đố chữ. Dạ. Lá gì luôn ngủ rất say? Lá mơ. Cái này dễ rồi. Dạ. Đây là đố chữ phiên âm tiếng Anh. Sâu gì thích ở gần cửa? Tiếng Anh. Sâu gì thích ở gần cửa? Có nhiều con sâu. Bữa dạy nhà sao? Cái cửa hả? Ủa chương trình có MC rồi. À vậy em quên. Sâu đo. Chính xác. Ủa là có cái câu này luôn. Trời ơi. Con sâu đo là cái con sâu nó gì nè? Dạ. Không em biết con sâu đo nhưng mà nó cái hành động mà có vụ mà gần cửa nữa. Nói đó là nó đo thì gọi là sâu đo. Dạ. Rồi tiếp theo. Tay gì có thể chứa nhiều đồ đạc? Trong phim á anh, trong nhiều phim anh nhớ là trong phim rồi mà anh không nhớ dùng cái từ cái tay gì á. Cái dằn vô bụng đó. Buồn chú tay buồn. Bất kề nó phải né cái vụ đó luôn. Cái miền Tây đâu. Đi ra chợ mua cho mẹ. Tay nải á. Đúng rồi. Trời ơi. Rồi trả lời đi tự nhiên Ủa tay nải chị dạ tay nải. Trời ơi. Dạ. Mừng quá. Hồi nãy ST là câu 8 hả? 8. Chà căng à. Hồi nãy thì thật ra là ấy này trả lời không đó. Đúng rồi đó. Ủa vậy à? ST đâu còn ai trả lời gì đâu, ST tự trả lời bập. Còn em thì em phải nghe từ bập. Em trợ giúp nhiều quá chị ạ. Không sao đâu chị, khán giả hiểu mà. Rồi tiếp theo. Liên Hoa Đài là tên gọi khác của ngôi chùa nào ở Hà Nội? Đó chắc là chùa Một Cột. Chính xác. Trời ơi. Rồi tiếp theo. Vẻ đẹp của Thúy Kiều được nhà thơ Nguyễn Du miêu tả: mây thua nước tóc, tuyết nhường ... cái gì? Khoan nha, cái câu này hình như cái mẹo phải không ta? Em nhớ cái câu thơ là mới gì Cái gì cứ thua nước tóc. Không biết. Tuyết nhường màu da. Có biết gì đâu. Thôi màu da đi chị, tuyết nhường màu da. Da đi. Dạ. Đồng đội đã quay lưng. Xác. Ủa? Hay là em bị nhớ nhầm ta? Anh nhớ đúng rồi đó. Ý là cái câu này không phải của Thúy Kiều. Câu này của Thúy Vân. Câu này là Thúy Vân. Thua nước tóc tới nhường màu da. Chị lừa em. Hoa ghen thua thấm liễu hờn. Chị lừa em. Thì ST cũng bị lừa mà ST đâu có trả lời như em. Trời ơi sao chị ơi. Chị ơi. Ủa chị không ai ngủ một câu nào luôn. Chứ thưa cái gì. Như vậy là BB Trần đã đạt được 6 câu. Thôi vậy cũng được rồi. Ăn ủi rồi, ăn ủi rồi. Được, được, được. Dạ ăn ủi rồi chị ơi. Không có thua bạn. Tỷ số hiện tại là 1-0. Đội mình đang dẫn trước.